gọi tao một tí nha.
Biết được mình cứ đi qua đường thấy chắc thế thích sừng sừng từ ngày hôm qua thấy cái đoạn chân bên dưới nó hơi bị tím không có chân lưng chắc bị sẽ bị trượt chắc bị cấy được. Thì em tiêm cho chị một liều thuốc giảm đau nhé.
tim đau lắm. Không sao đâu. Chị bị đau lâu chưa? 2 ngày. Chị khó đau một tí nha. Đau một tí nha. Ừ. Sắp được rồi chị. Một tí nữa. Em tiêm thuốc giảm đau rồi đấy, mấy hôm xem là con đứa lại đi gọi em nhé. Em ra xin phép mình. Cảm ơn em nhé. Đích đau. Không đỡ thì gọi chị nhé. Các bạn quả đây. Hasta día. Nhưng mà
rút. Chưa được. Bút tàu.
Tại